Thân mến, xin chào tất cả quý khách hàng thân thương đã quay trở lại với kênh máy xúc cần cẩu CBN của chúng tôi. Trên màn hình thì quý vị thấy là chúng tôi đang có một con Jasip 75 UR. Thì con này là hàng đạt quý vị nhé, chúng tôi chưa có mua và nó chưa về Việt Nam. Nếu mà quý vị mà quan tâm đến sản phẩm này thì có thể là nhắn tin qua Zalo cho chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết cụ thể nhất, chi tiết nhất qua Zalo để cho quý vị có thể tham khảo cái sản phẩm này. Con này thì có 5 ủi luôn, nó đít chuẩn vô. Quý vị nằm ở trong khu vực chật hẹp thì nó là một cái lợi thế. Cái video này thì tôi sẽ làm chi tiết giật mâm này, với cả nữa làm video máy đổ hơi cho quý vị xem. Mọi thông tin chi tiết cụ thể nhất thì quý vị cứ nhắn tin qua Zalo. Nếu mà quý vị nhắn trên kênh YouTube thì chúng tôi chưa kịp trả lời thì hết sức thông cảm cho chúng tôi. Mâm là không nhịp nhé, mâm đẹp luôn, không có một tí nhớt mỡ nào cả. Nếu mà có nhịp thì nó chỉ là một cái độ dơ cho phép thôi chứ không có là nhịp nhiều. Nếu mà máy đã qua sử dụng rồi để mà bỏ là không có nhịp thì không đúng, nhưng mà nó sẽ nhịp làm sao nó vừa phải thôi, nó chưa phải là giống như là răng bậc cụ đâu, hơi gọi là lệch một chút xíu so với cái máy mà đập hộp. Con này thì sẽ dùng động cơ Isuzu. Đây quý vị thấy không, máy này, máy còn trắng bóc, không thấy tinh nhớt này, thấy không? Đây là hàng đặt. Nếu mà quý vị mà cần sử dụng sản phẩm này thì có thể là đặt hàng cho chúng tôi 15-20 ngày thì nó sẽ về đến Bình Dương, nó sẽ tiến hành công ở đó. Máy không đổ hơi quý vị nhé, không có một tí hơi thừa nào cả. Máy nổ cực kỳ êm luôn, giá cả thì phải chăng.